Tết Trung Thu theo âm lịch là ngày rằm tháng 8 hàng năm. Vào dịp này, người Việt thường tổ chức bày cỗ trông trăng. Mâm cỗ Trung Thu chẳng bao giờ thiếu được những chiếc bánh nướng bánh dẻo. Người Hà Nội từ bao đời nay vẫn quen với chiếc bánh Trung Thu truyền thống, chẳng những có hương vị thơm ngon mà hoa văn còn tinh xảo, bắt mắt. Với những người làm bánh Trung Thu truyền thống cầu kỳ thì khuôn gỗ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đến nay, vẫn có một số người thợ còn duy trì nghề truyền thống làm khuôn bánh Trung Thu bằng gỗ. Ông Trần Văn Bản, thôn Thượng Cung, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội là một trong số đó. Ngoài 50 tuổi, ông đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề làm khuôn gỗ bánh Trung Thu. Tôi làm từ bé, từ ngày đi học phổ thông, lớn lên là thấy nghề của các cụ thì chúng tôi theo nghề chúng tôi làm. Hiện nay chúng tôi làm được là 35 năm. Rồi hiện tại là gia đình tôi là mùa Trung Thu là cũng làm cái khuôn đồ gỗ này. Ngày xưa thì chúng tôi làm quanh năm, đến vụ đến bán là khuôn giao khuôn không đủ. Nhưng mà bây giờ là tháng 4 đổ ra là người ta đặt hàng thì chúng tôi mới làm. Để có được mỗi sản phẩm khuôn bánh Trung Thu bằng gỗ đều phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau. Từ tấm gỗ, người thợ sẽ tính toán định hình khuôn bánh trên đó, rồi cưa xẻ theo kích thước đã được đánh dấu. Các tấm phôi khuôn tiếp tục được bảo nhẵn trước khi người thợ thực hiện các công đoạn tiếp theo. Nguyên liệu làm khuôn bánh Trung Thu là loại gỗ có độ bền cao, dễ đục đẽo, ít mối mọt. Cái gỗ xà cừ này nói chung là cái độ bền, độ dẻo, độ dai của nó là tốt, và nó gỗ già gỗ thì nó khi người ta đóng, người ta rửa nước nó không coi là ngấm nước, dốc khuôn. Đây nói chung là cái gỗ này nhiều cây chúng tôi mua nó có khi gần trăm, hơn trăm năm tuổi. Đấy, những cái cây mà nó lâu rất là già. Chúng tôi về chúng tôi bảo quản trong nhà này cứ dựng cách ra khô, không để mưa mà không để ấp vào nhau. Đấy, cái gỗ tốt thì nó phải gỗ đỏ già nhiều lõi. Đấy là cái gỗ tốt nhất. Người thợ đo đạc, kẻ vẽ để chia khuôn sao cho khuôn nằm cân xứng trong khúc gỗ phôi. Compa, thước kẻ và bút đều được sử dụng trong công đoạn này để lấy tâm, lấy đối xứng. Miếng gỗ sau khi đo đạc sẽ được đem lên bàn khoan để tạo hình múi bánh. Từ yêu cầu của khách về trọng lượng của khuôn bánh, người thợ phải tính toán độ nông sâu, rộng hẹp của khuôn bánh. Cùng một trọng lượng, nếu mặt khuôn rộng thì cần giảm độ sâu và ngược lại, mặt khuôn hẹp thì phải tăng độ sâu cho phù hợp. Sau khi khoan hình dạng theo từng loại khuôn, người thợ tiếp tục làm phẳng nền đáy khuôn bánh. Ngày xưa một cái khuôn bây giờ nó có máy hỗ trợ, chúng tôi làm thêm được khoảng chẳng hạn 2 cái. Công đoạn tỉ mỉ nhất của làm khuôn bánh Trung Thu là khắc các đường nét của hình dáng trang trí. Khác với những công đoạn trước, việc này máy móc không thể thay thế được mà người thợ phải làm hoàn toàn thủ công bằng tay. Khi người ta đặt một cái khuôn mặt nó rộng thì chúng tôi làm nó còn thoáng còn dễ. Khi người ta đặt cái khuôn bánh nó nhỏ mặt
mà khuôn nó sâu càng khó làm, mà đường nét nó càng nhỏ càng khó. Bây giờ làm cái đường nét nhỏ chúng tôi đục, nếu mà không kỹ thuật là nó những cái đường nét là nó hỏng, nó vỡ ra hết, khuôn nó hỏng không làm được. Nhưng mà giờ kỹ thuật làm, kỹ thuật là phải bảo đảm đường nét nó lên nó sắc sảo, mà cái hoa văn phải còn nét, phải còn nguyên vẹn. Khuôn gỗ bánh trung thu có 3 loại là khuôn mở, khuôn đĩa và khuôn chuôi. Nhưng họa tiết của khuôn thì có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn loại. Ngoài các họa tiết cổ được truyền lại như hoa hồng, hoa mai, hoa cúc, hoa sen, thì còn có các khuôn hình con vật như cá, rồng, phượng, khuôn hoa nhiều tầng, khuôn chữ. Với mỗi loại khuôn, mỗi loại họa tiết, người thợ phải căn chỉnh được độ nông sâu của mỗi nhát đục thông qua lực gõ lên mỗi chiếc đục hoặc tràng. Để có những họa tiết ưng ý và sắc nét, ông Bản cũng phải dùng mấy chục loại đục khác nhau. Có loại đục chả mua được, có cái phải đặt làm, thậm chí có cái lại phải tự chế. Việc bảo quản dụng cụ, làm sắc dụng cụ cũng đòi hỏi kỹ thuật và thường chỉ những người thợ lành nghề mới làm được. Làm cái khuôn bánh thì nó nhiều lắm, dụng cụ đấy đục thì nhiều. Nói cái hoa văn nó, cái hoa văn nó nhỏ thì phải dùng những đường nét nó nhỏ thì lại phải dùng cái đục nhỏ. Hoa văn nó to đồ dùng cái đục to, mà những cái chỗ nào đục mà nó nhỏ quá nữa thì mình lại phải cái đục nó to mình đi lại phải mài chỉnh đi cho nó nhỏ. Còn nhiều cái đục nó chỉ cần bé tí nó tấm như cái đầu tăm đấy, những cái đường nét nó nhỏ mình cũng phải lại đi chỉnh đồ làm đấy, những cái. Nói chung là cái đồ này mà mình không làm, vừa làm vừa chỉnh đồ mà không làm không chỉnh được, không biết được, không làm được cái hoa đó. Làm khuôn bánh nướng và khuôn bánh dẻo cũng khác nhau. Sự khác biệt này xuất phát từ đặc điểm, cách chế biến từng loại bánh. Khuôn bánh nướng nét nó phải mềm mại, nó lên nó coi là đều nét, nét thì nó nông nét thôi. Thì nó lên nó đều thì khi người ta nướng nó bắt lửa, người ta quét trứng thì nó đều. Thì nó dễ, còn nếu mà làm khuôn bánh nướng mà làm cái đường nét nó sắc quá, nó sâu quá, khi người ta quét trứng nên nó đọng nhiều trứng trên mặt thì người ta nướng nó cháy mất. Cái khuôn bánh dẻo thì mình đục phải sâu nét, sắc nét, hoa văn nó thoáng. Cái dẻo thì cái nướng thì nó dày nét, cái dẻo thì nó thưa nét, nó thoáng, nó sâu, nó khác nhau ấy. Sau khi đã hoàn tất phần lõi, khuôn bánh sẽ được tiện cán để thuận tiện trong việc cầm nắm làm bánh sau này. Công đoạn cuối cùng là đánh cho bề mặt khuôn phẳng, mịn. Điểm nổi bật của khuôn gỗ là khi đổ bánh không bị lọt khí dẫn đến mốc bánh. Hơn 3 thập kỷ, người làng Thượng Cung vẫn nghe tiếng đục gõ phát ra từ căn nhà nhỏ hòa cùng âm thanh rộn rã. Nghề làm khuôn bánh trung thu truyền thống đã được cha ông truyền lại cho con cháu gìn giữ để không bị mai một. Đều đặn mỗi năm, gia đình ông Bản làm được khoảng 500-600 chiếc khuôn bánh trung thu bằng gỗ đưa ra thị trường. Em dự kiến sau này thì cái nghề của ông cha truyền lại cho bố, thì bố truyền lại cho con, thì sau này thì các con sẽ làm về sau lâu dài ạ. Nghề của tôi thì nói chung là tôi rất là tự hào. Bây giờ khách hàng người ta mỗi một năm người ta cứ đến vụ đến là người ta lại tìm đến tôi nhiều nơi, cứ không cứ thì quanh đây, các tỉnh xa gần. Ngày xưa người ta chưa biết thì người ta chưa tìm đến, bây giờ người ta biết, người ta tìm đến kể cả miền Nam, kể cả khách nước ngoài thì không đến, nhưng mà có người khác người ta đặt mang khuôn của tôi đã mang kể cả sang các nước ngoài có cả. Nên rất là tự hào về cái điều đó.
Bánh ngon nhờ thợ, bánh đẹp nhờ tâm. Bằng cái tài, cái tâm, ông bản và con cháu mình đang góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống để làm nên những chiếc bánh trung thu đậm chất cổ truyền. Điều ông lưu giữ không chỉ là những chiếc khuôn bánh, không chỉ là nghề cha ông để lại, mà hơn hết là giá trị tinh thần truyền thống của Tết Trung Thu.